chuyển đơn vị và chuyển mạch tải của cân UWB. Nhấn giữ phím on, mở nguồn luôn. Này nhập này lên số, di chuyển nhập thành bắt buộc là 20. LF1, LF2, LF2 là vô chuyển đơn vị và chuyển mạch tải. Số 3 là đơn vị gam, số 1 là đơn vị ký, số 1 là đơn vị ký, 30 là 30 ký, 30 là số lẻ, là đơn vị ký thì này là 0.00, còn bước nhảy. Một cái kênh clip đăng ký đặt 5 ký lên, nhấn xác nhận.